Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình có nhận được một câu hỏi có nội dung như sau. Anh Dương ơi, tầm giá hơn 4 triệu thì nên mua Infinix Hot 40 Pro hay là Redmi Note 13 4G ạ? Em chỉ ưu tiên mua điện thoại chính hãng thôi ạ. Anh so sánh chi tiết hai máy này giúp em với nhé. Em cảm ơn anh nhiều. Thế đầu tiên chúng ta sẽ phải xem là giá bán của hai chiếc điện thoại này nó như thế nào đã, đúng không nào? Thế thì mình có tham khảo tại website của Cellphonet, Infinix Hot 40 Pro phiên bản đặc biệt Free Fire nhé, 8256 luôn, đang có mức giá là 4.290.000 đồng. Còn Redmi Note 13 4G thì đang có mức giá là 4.590. Như vậy thì Redmi Note 13 đang đắt hơn cỡ tầm khoảng 300.000 so với cả Infinix Hot 40 Pro. Và thêm một cái điểm nữa như này này, đấy là mình xem ở website của Cellphone ấy, thì ở phía dưới họ còn tặng thêm một cái bộ quà tặng gaming cho Infinix Hot 40 Pro nữa. Đấy nên thành ra là có thể là cái mức giá chênh lệch sau khi đã trừ đi quà của hai chiếc điện thoại này nó sẽ tương đối lớn đấy nhá. Đấy. Rồi, thế thôi chúng ta cứ so sánh hai chiếc này với nhau đi để xem là những sự hơn kém giữa hai chiếc điện thoại này nó như thế nào nhá. Đầu tiên sẽ là về hộp phụ kiện, thì rõ ràng là hai chiếc này có hộp phụ kiện đều rất là đầy đủ, đều có ốp lưng, đều có sạc 33W đi kèm và có thể coi như là bằng hòa đi. Đấy, mình sẽ nói tiếp về cái phần thiết kế. Thì thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt của mình sẽ chỉ nói là với mắt của mình thôi, thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 13 4G. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất, đấy là cái thiết kế của nó không giống iPhone. Còn Infinix Hot 40 Pro là cái thiết kế bắt chước iPhone, là mình không thích cái điều này. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là Redmi Note 13 nó được hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP54, cái điều mà Infinix Hot 40 Pro không có. Và một cái điểm nữa đấy là Redmi Note 13 nó có cái cảm giác cầm nắm nó mỏng nhẹ hơn so với cả Infinix Hot 40 Pro. À và còn có thêm một cái nữa, đấy là cái viền màn hình của nó mỏng hơn nhiều luôn. Viền màn hình mỏng hơn nhiều so với cả Infinix Hot 40 Pro. Đấy nên là về thiết kế này, cảm giác cầm nắm thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 13. Đây, tiện thể nói về phần màn hình luôn. Thì màn hình chắc chắn 100% mình cũng sẽ lựa chọn Redmi Note 13. Tại sao lại như thế? Tại vì ngoài cái việc là viền màn hình mỏng hơn ra thì nó còn có cái tấm nền màn hình xịn sò hơn. Bây giờ là tấm nền màn hình AMOLED chứ không phải là IPS LCD nữa. Và với cái tấm nền như này thì cái độ sáng của nó sẽ tốt hơn nhiều so với Infinix Hot 40 Pro. Và Redmi Note 13 còn có một cái điểm nữa, đấy là nó có vân tay bên trong màn hình, cái điều mà Infinix không có. Nên là đây sẽ là mình sẽ lựa chọn Redmi Note 13 nhé. Tuy nhiên đây sẽ là cái điểm mà Infinix Hot 40 Pro nó hơn đây này. Đấy là về phần hiệu năng. Hiệu năng thì các bạn thấy là ngoài cái việc là cái con chip Helio G99 là bản thân nó đã mạnh hơn con chip Snapdragon 685 cái đã, thì cái con chip Helio G99 của Infinix Hot 40 Pro nó còn được tối ưu riêng dành cho tựa game Free Fire, và nó còn có cái chế độ Xbox Gaming ấy để giúp cho cái sản phẩm nó tối ưu chơi game tốt hơn. Thì nó còn có cái gì ạ? Nó còn có cả RAM, cả ROM đều hơn so với Redmi Note 13. Các bạn chú ý là với cái số tiền 4.500.000 bỏ ra để mua Redmi Note 13 ấy, chúng ta sẽ chỉ mua được phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128. Nhưng chúng ta đã thừa tiền để mua phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 256 của Infinix Hot 40 Pro rồi. Như vậy là về cả RAM, ROM, chip thì Infinix Hot 40 Pro nó đều hơn. Thế còn về yếu tố nào khác nữa không? Về camera thì sao? Về camera thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 13 nhé các bạn nhé. Bởi vì camera của nó đa dụng hơn này, rồi là còn có cả camera góc siêu rộng, cái điều mà Infinix không có. Còn về các yếu tố khác nữa, ví dụ như là pin thì cũng đều là 5000 mAh cả, sạc đều là 33W, loa ngoài là loa kép thì cũng đều có, jack cắm tai nghe 3.5 thì cũng đều có cả. Nhưng mà về thương hiệu nhé, thì hiện tại ở Việt Nam thương hiệu Xiaomi đang phổ biến và nổi tiếng hơn rất nhiều so với cả thương hiệu Infinix. Infinix và Techno thì là cùng chung chung một mẹ rồi, nhưng mà rõ ràng là so với cả Xiaomi thì không thể bằng được về thương hiệu, bởi vì Xiaomi đã được định hình thương hiệu ở Việt Nam rất lâu đời rồi. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn sản nào cho hai sản này? Thì cá nhân mình thấy là như sau này. Nếu bạn cần một cái điện thoại có một cái phiên bản đặc biệt Free Fire đấy, ốp lưng cũng là Free Fire, rồi là có cái phần hiệu năng RAM, ROM, chip là tốt hơn ở trong cái tầm giá này, thì chúng ta sẽ lựa chọn Infinix Hot 40 Pro. Tuy nhiên nếu đánh đổi cái phần hiệu năng đó thì chúng ta sẽ được một cái Redmi Note 13 nó đồng đều hơn rất nhiều, từ cái việc thương hiệu tốt hơn, thiết kế mỏng nhẹ hơn, viền màn hình cũng mỏng hơn, có kháng nước kháng bụi IP54, có màn hình AMOLED đẹp hơn, có vân tay bên trong màn hình, có camera góc rộng các kiểu nữa, và có kháng nước kháng bụi IP54. Đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy là Redmi Note 13 nó đồng đều hơn.
Đấy, nhưng mà quan trọng ở đây là gì? Đấy là cái giá bán thôi. Đấy, chúng ta có chấp nhận là cái giá bán nó sẽ phải cao hơn hay không? Của Redmi Note 13 thì cũng có thể để lại comment cho mình biết. Còn nếu các bạn thích một cái sản phẩm mà tiết kiệm tiền hơn này, được nhiều quà tặng hơn này và thiên hướng về việc chơi game nhiều hơn thì sẽ là Infinix Hot 40 Pro. Đại loại là mỗi sản phẩm thì nó đều hướng tới một cái đối tượng khách hàng khác nhau. Còn trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua tại website của Selfnet, họ phân phối chính hãng bộ đôi sản phẩm này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.